Chào mừng tất cả quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương con người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 được mọi người xung quanh quý mến tôn trọng. Và thưa quý vị, nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình thì những người này đã sớm xây dựng được cho mình một đế chế sự nghiệp vững chắc và ổn định. Trong tháng 8 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ một tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp những đồng nghiệp sẽ giúp cho bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy thì, trong tháng 8 âm lịch này, thành công của những người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 rực rỡ như thế nào mà khiến cho hầu hết các con giáp khác phải ghen tị? Không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi quý vị nhé. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống ngay thẳng, chân thật, ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi là người cương trực, thẳng thắn, không chịu lườn cúi trước ai. Chính tính cách này của họ khiến bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ và xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải vật chất hay chỉ trích đánh giá người khác, ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy nên thời trẻ nhiều fan rơi vào bế tắc khốn đốn, họ khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, trong công việc có trách nhiệm cao và luôn đưa ra những giải pháp tốt. Tháng này gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Trong tháng đương số cũng rất dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật công quyền. Nếu vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm thì bạn cần chăm sóc chú ý cơ thể hơn. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp kỷ âm thổ nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Hợi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả thành công. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Hầu hết những người tuổi Đinh Hợi ở độ tuổi này đều đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dễ dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, không ít người dễ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản lớn vì anh em bạn bè hoặc đổ nhiều tiền đầu tư hơn vào các dự án bất động sản nhưng chưa thu hoạch được thành quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả, đó kéo dài quá lâu, đương số nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng. Cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy, kẻo bị lừa lọc, lợi dụng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 8 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Đinh Hợi không có điều gì đáng lo ngại, chỉ có điều tinh thần của bạn không được tốt, bạn gặp phải chuyện buồn về một số chuyện đã qua, hãy nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc đó. Tuy nhiên tử vi tháng Kỷ Dậu nhắc nhở bạn chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới vui khỏe. Tuổi này của các bác, sự nghiệp hay tiền tài không còn là nỗi lo lắng hàng đầu, sức khỏe mới là điều quan trọng.
Thời trẻ mải mê với công việc thì lúc này chính là thời gian để các bác nghỉ ngơi, hưởng thụ thành quả lao động của mình. Chế độ ăn uống hợp lý, các bài tập thể dục phù hợp với độ tuổi sẽ là những bài thuốc hữu ích. Trong tháng này, các bác cần chú ý khi đi ra ngoài, xem tử vi tháng Kỷ Dậu cho thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc vật nặng đem lại. Ở độ tuổi này, chỉ một tai nạn nhỏ cũng sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của các bác, khả năng phục hồi gần như không có. Nên phong thủy lộc tài nhắc nhở các bác hãy cẩn trọng hơn, sức khỏe quý hơn tất cả mọi thứ mà các bác mong muốn lúc này. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần, gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp. Nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến, kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn với con giáp này. Nếu đang sống đơn thân, tuổi Đinh Hợi có cơ hội gặp gỡ người khác phái, vun đắp tình cảm ấm áp lúc tuổi già. Có thể ở tuổi này tình yêu không còn quan trọng, nhưng cũng là chút niềm an ủi lúc tuổi già. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Đinh Hợi trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 8 năm 2022, tức ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp sát tinh tỵ, có nạp âm sa trung thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 8 năm 2022, tức ngày 13 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp sát kỷ tỵ, có nạp âm đại lâm mộc. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp tân tỵ, có nạp âm bạch lạp kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Hợi trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 3 tháng 8 năm 2022, tức ngày 29 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp dần, có nạp âm, đại khê thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 8 năm 2022, tức ngày 10 tháng 9 năm 2022, dương lịch có nạp giáp bính tần, có nạp âm lô trung hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 8 năm 2022, tức ngày 22 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp mậu dần, có nạp âm thành đầu thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể ủng hộ cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình này quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh Phong Thủy Gia Cát.